coi nhá. Mở TV em coi nhá. Em coi cái gì? Đây, mình mở này cho cô Vi nha. Con xem nha, mẹ đọc sách tí nha. Tự nhiên mày đau bụng quá ta. Chắc là đau dạ dày nữa rồi. Con này coi tivi nhé, mẹ đi vệ sinh cái này nhé. Nè, đây coi tivi này. Ok. Nè, ở đây coi tivi. Coi tivi đi, mẹ đi vệ sinh cái nhá. Thank you.
lại bị đau đại tràng nữa thôi. Ôi sao mẹ đau bụng nữa nè. Chắc mẹ này bị đau đại tràng lại rồi. Mẹ ăn cái gì không hợp thế là nó lại đau bụng. Ôi sao ơi, mẹ nhõm nhẽo quá. Ôi thôi không được rồi, mẹ phải đi vệ sinh nữa rồi. Ngồi xuống đây đi. Đi khám bệnh cho mẹ hả? Oh, mẹ đau bụng. Ôi thôi không được rồi, mẹ phải đi vệ sinh thêm một lúc lần nữa nè. Cô Vi ngồi đây chơi nha, nha, ngồi đây chơi ngoan, mẹ đi vệ sinh đã. Nào ngồi đây đi, mẹ. Nào, nào ngồi đây mẹ. Để cho mẹ đi vệ sinh nha. Không sao, mẹ đi vệ sinh đó là tí là mẹ đỡ à. Ngồi đây. Cô Vi lấy mẹ từ quái cho mình rồi đi đâu rồi ta? Đi đâu rồi không biết nữa. Cũng biết nó lấy được mẹ từ quái cho mẹ nữa chứ. Thank you.
Sĩ thật sự luôn rồi đó. Con ngồi sang đây, con ngồi sang đây, con uống làm để mẹ uống thuốc nha, mẹ uống nước lá ổi này. Ngon không con? Ngon không?